Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Vô đây liền săn đầm sale với shop cả nhà, rất là nhiều mẫu đầm sale rẻ cho mình trong livestream luôn ạ. Cố gắng mình lên đơn chốt sớm cho em ha. Thích mẫu đầm nào có việc comment ngay cho em phía dưới, mã số số điện thoại cho em là được. Và đừng quên chia sẻ like nha mấy chế. Thấy bài livestream của em vô chấm bài tương tác liền dùm em cái nha, để nó không có bị ẩn bình luận nè, cũng không có sợ là bị trôi mất cái tin nhắn của mình nha mấy chế. Đó, rồi cho em xin một chấm nha. Cả nhà cho em xin một chấm chấm bài tương tác bài like với cả nhà ơi. Cả nhà thấy em không ạ? Cả nhà có thấy bài like rõ không mấy chế ơi? Rồi đây, lên váy đầu tiên 99.000. Lên váy đầu tiên giá 99.000 đồng mấy chị đẹp ơi. Chờ em xíu nha, em kéo đồ ra. Lên váy đầu tiên 99k cho mấy chế mình đây. Mình xin giá rẻ nha mấy chị đẹp ơi. Đó, treo cho mình nè. Xuân là phải có màu đỏ đúng không? Mùa xuân là phải có màu đỏ cho mình đây. Màu đỏ này với lại cái đỏ này nữa. Đó. Thích đỏ trơn có đỏ trơn. Thích đỏ họa tiết có đỏ họa tiết cho mình luôn. Ôi, mặc đúng chuẩn mùa xuân luôn á mấy chị đẹp ạ. Rồi, em sẽ treo qua đây ha. Ok, mẫu em đang mặc trên người đầu like em sẽ giảm giá cho mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng. Mã số của em nó là 1536 nha. Chị khách nào mình đặt đơn thì mình nghe cho em phía dưới mã 1536 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị đẹp mình luôn ha. 1536 với số điện thoại thì nhỏ xinh lắm luôn á. Đồng ý cái sợi đầu cổ chữ U cho mình nè, tay lỡ, vai phòng, ôm eo và dáng đầu phồng xòe xòe như thế này. Đặc biệt chất lượng vải của em nói là dòng vải von hàng cao cấp cả nhà nha. Vải đẹp, phong sang, hàng chất lượng cho mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1536 nha. Đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới cả nhà ơi. 1536 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị đẹp mình luôn. Sao nó bị gì vậy? 1536 giá 99.000 đồng nha mấy chế. Một năm ba sáu giá 99.000 đồng nha mấy chế ơi. Thích mẫu đồng này của em thì ngay bây giờ mình tranh thủ chốt sớm cho em nha. 1536 với số điện thoại cho em là được. Rất là đẹp luôn, 99.000 đồng thôi. Áp dụng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mình luôn. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng rất là ổn cả nhà nha. Thích mẫu đồng này nhanh tay chốt sớm nha em luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536 ạ. 1536 giá 99.000 đồng. 1536 giá 99.000 đồng nha mấy chị đẹp ơi. Chuẩn bị em thay tiếp cho mình xem mặt khác nha. Thích đầm này nhanh tay giúp đơn thật là nhanh nè và thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho mình luôn. 1536 với số điện thoại. 1536 với số điện thoại cho em là được ạ. Giá của em nó ngày hôm nay chỉ có 99.000 đồng. 99.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay ha. Đẹp rẻ quá các nhà ơi. Chất von hàng cao cấp hai lớp với các ẩn đầm đằng sau lưng ha. 1536 không có co giãn như chị Lê Bích nha. Rồi, chị Lê Bích thích đầm có co giãn đúng không? Khách nằm có co giãn lên cho mình mã này nè. Co giãn hơi bị đỉnh luôn chị. Co giãn mà nó là siêu siêu nhiều luôn á chứ ơi. Đây mẫu đầm này nè, 40kg cho tới 64kg luôn. Em cũng sale luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1615. Em đang mặc trên người mã số của em là 1615 nha. Đầm này em sẽ sale cho mình luôn là 199. Đầm này giảm size xuống giùm em. 1615 này em sale cho mình là 199 nè. Đầm này cả nhà mình giảm size xuống giùm em nha. Trời ơi đẹp quá. Hôm nay mẫu nào cũng có sale hết nha. Cả nhà mình đừng có bỏ lỡ cái mẫu đầm nào hết nha mấy chế. Rồi mẫu em đang mặc trên người nè, mã số của em nó là 1615. Cả nhà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1615 với số điện thoại. Hiện tại 1615 em sẽ còn size cho các chị đẹp mình là 40kg cho tới 65kg giá 199. 40kg cho tới 65kg giá 199 mã 1615 cho em. Chất liệu vải của em nó là đầm vải ren nha cả nhà ơi. Ren này thì siêu mềm, cả nhà cứ yên tâm. Ren không những mềm nè, nó còn có độ co giãn cho mình nữa ha. Xuất sắc cả nhà ơi. Rồi tay nhúng phòng như thế này đây. Phần tay em sẽ may cho mình một lớp, thân váy em may kỹ lưỡng cho cả nhà mình luôn, hai lớp.
thiết kế thêm cho mình hai túi hai bên và có khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1615. Mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1615 và số điện thoại cho em là được. Đồng đang mặc trên người mã 1615 nha. Nhanh tay em tư vấn và chờ hàng chờ sao nha mấy chị đẹp ơi. Rồi hôm nay em sale luôn cho các chị yêu mình, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng thôi, rất rẻ đúng không mấy chị ạ? Ok, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình. Em có cái mẫu đầm này em sale có 79.000 đồng thôi, nhưng mà em chỉ cần có vài chiếc thôi. Cả nhà có muốn săn sale không? Chị nào muốn săn sale thì mình chấm bài liền cho em ạ. Chị nào muốn săn sale đầm 79k cho em xin một chấm cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1615, giá 199 nha. Còn chưa muốn săn thì em để dành đó nha, xíu nữa em lên sau ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mẹ khác. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẹ khác nha. Thích mẫu đồng này nào tranh thủ chút sớm nha, em tư vấn cho mình luôn. Đây, lên luôn cho các chị đẹp mình cái đồng này, sơ mi rất là xinh luôn. Sơ mi này hôm nay cả nhà săn sale với shop còn 150 nha mấy chị đẹp ơi, rất là xinh luôn hả. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1526. Đồng này là đồng bao nhiêu tiền? Mua mẻ 1615, dạ 199 nha chị Nguyễn Thị Trung ha. 199.000 đồng nha, đầm mới 100% tem mát còn đầy đủ. Giá cũ thì em bán cho các chị đẹp mình là bao nhiêu đó? 299 hả mấy chế? Tại vì em cũng quên rồi, 299 hay gì đó. Bây giờ em bán cho cả nhà là 199.000 ha, chắc là vậy riêng. Rất là nhiều mẫu luôn, cả nhà cứ coi hết like ha. Em đang mặc là 1526 nha mấy chị đẹp ơi, 1526 nè. Rồi 1526 thì ngày hôm nay em sẽ sale cho mình luôn. 1526. Số lượng ít nha các chị ơi, mỗi mẫu thì còn số lượng siêu siêu ít luôn, nhưng mình phải tranh thủ giùm em. Rồi ok, 1526 hôm nay em sale cho mình luôn là 159.000, 159.000 đồng. Xem M dưới 52kg và size 2XL thì sẽ tầm khoảng là 58 cho tới 65kg. Đây, em chỉ còn cho mình là size M dưới 52kg, eo dưới 72 đó chị, 55kg cũng được nhưng mà eo dưới 72 giùm em. Với lại có cho các chị đẹp mình là size 2XL, eo 78 cho tới eo tầm 85 ha. Rồi hôm nay em sale cho chị luôn 159.000. 159.000 đồng, chất cát nha cả nhà ơi, vải siêu mềm mà cái chất nó rất là mát luôn, chuẩn đẹp chiều lắm cả nhà. Thích mẫu đầm này comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số của em nói là 1526 với số điện thoại cho em là được. 1526 với số điện thoại cho em cả nhà ơi, hôm nay sale rẻ cho các chị đẹp mình luôn. Giá của em nó chỉ có là 159.000, 159 cả nhà ơi. Đó, xuất sắc ghê chưa. Đầm này giá cũ là 350, hôm nay sale luôn 159.000 đồng, xuất sắc ghê chưa. Giảm gần 200.000 cho mấy chị đẹp mình luôn á. Quá đã, chỗ cái màu này bên ngoài dễ thương lắm nha. Màu này bên ngoài dễ thương lắm. Mã số là 1526, em đang mặc trên người 1526. Dạ sao chị Nguyễn Mai ơi, 1615 XL là được 65kg đó chị. Em hết 2XL rồi nha, 2XL là được tới 75-80kg lận. Rồi em đang mặc trên người là 1526 nha. Em đang mặc là 1526 nha cả nhà ơi. Rồi 159.000 đồng, em còn size M với lại size 2XL 1526 nha. Rồi, lên đầm mới đi em, chị Tuyết Ngà. Chị Tuyết Ngà là mới em có nha. Đây em có sườn xám, em có đầm màu tím nè. Với là chị mình thích cái nào, mình thích cái nào để em lên nha. Rồi ok chị, 1526 luôn. Chị Nguyễn Mai hồi nãy em đọc lộn mã hả chị? Hồi nãy em đọc lộn mã đúng không chị đẹp ơi? Rồi tiếp tục nha, đầm 79 xu. Hồi nãy cả mình lại chấm bài tương tác rất là nhiều, cho nên bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình đầm 79k nha. Săn sale đồ Tết ngay từ bây giờ cả nhà ơi. Đồ mới bên nhà em có về mấy mẫu đó cả nhà, nhưng mà chị yêu mình thích em lên mẫu nào. Đây trên sàn cũng có đây. Đây, ren hoa nè chị đẹp ạ. Ren hoa nè, ren họa tiết nè. Rồi, sơ mi màu xám nè. Đó, rồi sơ mi màu tím nè. Đó, đẹp không chị yêu ơi. Có sơ mi hoa nhí màu xanh mi nữa. Chậm xíu nha. Sơ mi hoa nhí màu xanh mi nè. Đó, cái này sơ mi hoa nhí nha, hoa trắng nhí dễ thương lắm. Rồi, hạt dẻ có giảm không em? Hạt dẻ đang giảm á chị yêu ơi, đang giảm 250 đó. Chứ em mình lấy hạt dẻ không? Chứ em mình lấy hạt dẻ em giảm nữa cho. Rồi, ok chị. Rồi, với lại em có cái đầm này nè, họa tiết nè. Hạt dẻ đang giảm là còn 250 đó chị Nguyễn Hằng á, hạt dẻ dễ thương lắm. Rồi đây, đó, xin không? Đó. Rồi, mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1
1493 1493 79.000. Size M nha mấy chị đẹp ạ. À, L74 1493 79.000. Đầm này chứ là vải von lụa mà nó mịn như nhung vậy đó. Sờ lên cái mặt vải nó mịn ghê lắm. Nó mịn nè, chất mướt nha, mặt đẹp đây chị. Hàng dẻ nè. Chị này là hàng dẻ hôm nay em sale đặc biệt luôn. Bất kể chị nào em cũng sẽ sale đặc biệt hết. Đặc biệt là chuẩn đặc biệt nha mấy chế. Em mà nói là em sale là cả nhà biết rồi đó. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó. Em mà nói sale là cả nhà biết rồi đó. Sale là sale bất chấp luôn. Rồi vô đây với em đi. Vô đây với em đi, chờ em sale hạt dẻ cho. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1493. 1493 là eo dưới 74 dùm em. Đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1493 với xuyên thoại. Nhưng mà trong cái live stream này chắc em sale được cái. Có mình em hạt dẻ quá. Mẫu mới à. Rồi chậm xíu chậm xíu. Rồi em đang mặc trên người này cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 1493. Cả nhà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1493 với số điện thoại 79.000 đồng nha. Rồi em cầm cảm ơn chị Hồng Thủy. Rồi chị nào muốn em sale mẫu hạt dẻ cho anh xin một chấm cả nhà ơi. Chị nào muốn em sale mẫu hạt dẻ cho anh xin một chấm đây cả nhà. Em đang mặc 1493 nha, dễ thương. Cái này dễ thương, chị nào chưa có mà ủng hộ em nha. 79 ngày nào em sẽ tặng cho mình luôn. Đầm mới 100%, tem mát còn đầy đủ luôn. Rồi đây. Tiếp tục cả nhà ơi. Đầm sale nha. Cái này xinh lắm chị. Ủa chị khách nào kêu em sale mà em không có, em không có sale được luôn á. Đó, mà hôm nay thì em sẽ dành ra vài chiếc em sale cho cả nhà mình luôn. Ha, vài chiếc xem nhưng mà cả nhà nhớ bình luận kèm giá cho em nha. Nhớ bình luận kèm giá, tại vì em nói em vẫn giữ giá. Giá đã sale rồi là đã 250 rồi cả nhà. Giá đã sale rồi 250. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ like cho em chưa? Hay chậm xíu luôn coi coi. Cái hỏi bị gì chưa có được chia sẻ cả nhà ơi, cho em xin chia, cho em xin mời chị một lượt chia sẻ ra em xem cái hạt dẻ cho mình. 1627. Chậm xíu nha để em kiếm. Trong thời gian chờ đợi em kiểm tra cái này thì cả nhà mình cho em xin một lượt chia sẻ nha. Ok, đầm này từ 40kg cho tới 68kg và eo 86 độ về mang đẹp thoải mái. Hoa đỏ đen bạn ạ, à. Hoa đỏ đen, rồi ok chị đẹp mình luôn. Muốn em sale hoa đỏ đen em sẽ lên sóng em sale chị luôn. Giá của em nói giá gốc là 349.000 đồng nha. Em không có nói deal về cái giá, cả nhà có thể cái anh chị nào mới vừa biết với nhà em á, có thể kéo những bài livestream cũ để mà mình coi cái giá gốc của em nói nha. Rồi em váy này nè, rồi giá sale rồi là 249.000 đồng, nhưng ngày hôm nay thì em sẽ còn sale nữa. Thì em báo size cho mình luôn, size M em dưới 74 nhưng mà tính eo 72 thôi mấy chị, mặc cho thoải mái ha. Size M eo 72, size L eo 76, size XL eo tới 82 và size 2XL thì eo tới 86 dùm em. Chứ là vậy von hàng cao cấp, dáng đồng phơm xòe nè, che khéo được cái phần bụng tốt. Hàng dẻ này nó rất là dễ thương, nó dễ thương lắm. Đây cả nhà ơi, sao vậy ta? Đây nó dễ thương lắm chị, cái này in màu nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ nè, săn xe với em nè, săn xe với em nè cả nhà ơi, 1627 nha. Cả nhà bình luận giá vô luôn nha cả nhà ơi. Rồi em cảm ơn chị đẹp mình ạ, chị nào mới chia sẻ cho em nè, cảm ơn chị nhiều. Cả nhà ơi chia sẻ livestream cho em nè, em xem mẫu đầm này luôn. 199.000 đồng, bình luận giá vào dùm em mã 1627 và số điện thoại của mình. Mã 1627 và số điện thoại có giá vô dùm em luôn ha. Rồi giá gốc bình thường em bán cho mình là 350, đã sale rồi là 250 rồi. Nhưng ngày hôm nay chị nào đặt đơn em giảm cho mình luôn 199.000 đồng. 199.000 đồng cho em xin kèm giá vô luôn nha. 1627, 1627 nè. Ok chưa? Rồi 1627 nè ha. Rồi số điện thoại đâu? Cộng cho em thêm cái số điện thoại vào. Đó số điện thoại nè ha. Và cái giá luôn là 199. Để cho các bạn biết là ngày hôm nay mình săn được cái giá là 199.000 đồng.
199.000 đồng, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Chốt sớm cho em chiếc von hàng. Von hàng thì khỏi lo, von hàng nó sẽ dày dặn như những hàng sáu này đẹp đó. Em cảm ơn chị đẹp mình ạ. Xem màu đỏ phía sau đúng không? Rồi ok chị đẹp mình luôn. Hồi nãy em thấy có một chị khách chia sẻ thôi cả nhà ơi, chia sẻ livestream hộ em với ạ. Đó, 1627 199.000 đồng rất rẻ. À, dưới 68kg và em dưới 86 cho em, 70kg cũng được nhưng mà em dưới 86 là được. Cái chất von này khỏi lo, von này dày đẹp, đẹp lắm. Cái hoa này ở trên lai nó không có đẹp bằng bên ngoài đâu nha mấy chị. Ủa cái màu này trên lai không bằng bên ngoài đâu, đẹp lắm. Đồng bên nhà em khỏi lo, đừng may mũi chỉ nè, đẹp lắm rồi ơi. 199 dùng em, 199 lên đơn rồi ơi, rất là rẻ. Đồng trắng, đồng nó không phải màu trắng mà chị, màu xanh min á, màu xanh da trời á chị, màu xanh da trời mà nó lạc lạc rồi, nó trắng rồi nó thêm một xíu xanh vô á chị. Rồi đây nè, hạt dẻ này dễ thương không? Dễ thương lắm, dễ thương lắm cả nhà ơi. Đây nè, cái đầm này mặc chơi Tết cũng được nè chị, dễ thương lắm ha. Đó, không cần phải hoa lá gì hết trơn luôn á. Đây hạt dẻ nè, dễ thương lắm cả nhà. Xinh ha. Rồi em sẽ thử cái đầm màu đỏ em xem luôn cho mình. Em chị 86 vừa y luôn á chị, vị thinh luôn á chị, em 86 á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1627, 199. Cả nhà mình cứ việc bình luận cho em mã 1627, số điện thoại và giá vào bao nhiêu. 199.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. Đó, cả nhà mình đặt đơn ngay bây giờ, em chốt đơn cho mình giá sale luôn ha. Hai túi, cả nhà mình chị khách nào mới vô livestream của em có thể kéo những cái bài livestream cũ. Em đã sale rồi luôn là 249.000 đồng ha. Giá chưa sale là 350, sale rồi 249.000, hôm nay sale nữa là 199.000 đồng. Và không có cái livestream nào mà rẻ như thế này đâu, cả nhà mình tranh thủ một chút đơn ha. Rồi ok, bây giờ tiếp tới màu đỏ đúng không ạ? Cả nhà mình đặt xong cái hàng dễ này chưa? Xong chưa cả nhà, em qua nha. Von hàng thì khỏi lo, von hàng nó có cái độ dày dặn vừa phải, vải cũng vẫn rất là mềm, nhẹ tên, chất mát. Em cao 1m65 đây, dài qua gối em một khúc như thế này luôn, tính ra nó cũng khá là dài đó. Đây ha, đây, đặt đơn bình luận cho em, eo 86 là vừa y chang luôn. Đồng đỏ chị mua rồi, đẹp lắm như Yến My. Rồi đồng đỏ mua rồi là giá cao rồi, cho thông cảm giùm em nha. Hồi nãy có chị khách kêu em lên cái màu đỏ em xem, nhưng mà em còn hai size phải, chờ em xíu. Em còn có hai size nhỏ thôi. Rồi cả nhà ơi, chị nào mua 300 mấy, hôm nay chắc phải xin phép cả nhà mình cho em xem cái mẫu đó cả nhà ơi. Rồi em đang mặc chân còn 1627 nha. Hôm nay em sale cả nhà ơi, chuẩn bị em về đồ mới nữa rồi, không sale không được cả nhà ơi. Cận Tết tới nơi rồi, bây giờ chị khách nào đặt hàng còn kịp á, em gửi hàng về tới nhà cho mình luôn ha. Còn có 2 tuần nữa là tới Tết rồi cả nhà ơi, không nhanh tay chốt đơn nó hết hàng uổng lắm. Rồi vậy thì thôi bạn ạ, chị Tình Nguyễn là sao em không hiểu. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm bạn khác nha. Đây em sẽ lên cho cả nhà mình cái đầm màu đỏ. Trời ơi đầm đỏ này xinh lắm nha, cái đầm đỏ này nhiều chị khách review lắm rồi. Mình phải size to. Rồi ok chị đẹp mình luôn. Size to thì chọn màu khác. Thiếu gì mẫu chị ạ? À? Thiếu gì mẫu? Bao la. Rồi bao la bát nhát luôn hả chị? Rồi đây. À ý chị nói là cái này là em còn size nhỏ, nhưng mà chị đặt size to đúng không? Không sao, em lên mẫu này em sale cho mấy chị khách size nhỏ, rồi các em kiếm size to em lên sale cho mình ha. Ok không? Đó, em xem cái này cho mấy chị khách mặc nào mà mặc size nhỏ nhỏ nè. Em chỉ còn một cái XL thôi, mà không biết là cái đơn này có bị chốt chưa, không biết nữa, không biết cái đơn này đơn chừa hay đơn chốt nữa cả nhà ơi. Rồi em thấy là còn đúng luôn là size ML đó, size ML với lại còn một cái size XL thôi đó. Rồi bây giờ cái đầm này em sale được bao nhiêu cho mình đây? Mã số của em nó là 1620. Được cái em đầm màu đỏ nha cả nhà ơi. Cận Tết đó em bán rất rất là chạy luôn. Cái đầm này cận Tết bán chạy cực kỳ luôn mấy chị đẹp ạ. Rồi mã số của em đó là 1627 nha. Ôi bậy bạ, 1620. Cái đầm này đầm kiểu nha mấy chị. Đầm này đầm kiểu nha, màu đỏ đỏ rất là dễ thương luôn. Không, không có co giãn đâu chị ơi. Đầm này có co giãn em báo cho. Von hàng thì thường không có co giãn đâu. Có von gì ta? Có cái von gì mà có cái độ co giãn này em quên rồi. Thôi bây giờ nè, bây giờ cái mẫu này ngày hôm nay em sẽ sale cho mình này, 1620 nè. Chị khách nào mình đặt đơn em sẽ sale cho mình luôn nè. Bình luận giá và dùng em luôn. Giá cũ bình thường là 349 nha. Giá cũ bình thường 349, ngày hôm nay sắp sale cho mình luôn 219.000 đồng.
219.000 đồng mã này luôn ha. Mã số của em nói là 1620. Mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới mã 1620 với số điện thoại cho em là được ha. Rồi bây giờ em sẽ báo size cho mình luôn. Size M là eo dưới 74, size M eo dưới 74 cho em. Size L là eo tầm 74 cho tới eo 78 ha, là size M và L đó. Với lại còn một cái size XL cuối cùng là eo 78 cho tới eo 82 là một chiếc size XL cuối cùng. Cổ nè, sắn sắn nè, kiểu đẹp ghê chưa? Cái này may tạo kiểu nha, rất là dễ thương luôn. Rồi, 219.000 đồng dùng em, mã số của em nó là 1620. Đó, thì cả nhà nghe báo cái giá thôi là mình đã biết rồi đúng không? Một cái bài livestream rất là rẻ luôn. Thậm chí mẫu đủ size em cũng sale, mẫu lẻ size thì càng sale dữ nữa ha. Rồi, 219.000 đồng mã này dùng em, màu đỏ nè. Màu đỏ Tết này nhiều khi cả nhà kiếm nó không ra đâu nha. Hiện tại thì em hết size lớn rồi. Còn một cái size XL đó, chị khách nào mặc vừa sẽ XL chốt đơn cho em ha, 219.000 đồng. Mã số của em đó là 1620, cho em xin cái giá tiền vào luôn nha chị Nguyễn Anh ha. 219 dùng em, 219, tại vì em sale cái này là sale đặc biệt. Cái này là em sale đặc biệt cả nhà nha. Chị nào muốn em mặc lại mẫu đồng nào cứ việc bình luận cho em, 219.000 đồng. Một cái em đồng trung niên U40-50 trở lên mình mặc hồng và xa nha. Trên 30 tuổi cái việc đặt hàng thoải mái cho em. Rồi, hai lớp, hai túi, 219.000 đồng rất rẻ. 219.000 đồng thôi cả nhà ơi. Đảm bảo không có sang chỗ nào mà cái đồng đẹp như vậy, 219.000 đồng đâu, đảm bảo luôn. Rồi, ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẹ khác. Em có đầm này em xem nè. Em có đầm này tươi không ngừng tưới luôn, em xem cho. Đây nè. Đầm này thì cả nhà thông cảm giùm em nha, hồi bữa là em sale 200 mấy đó. Nhưng mà em không biết là bạn nào bản đăng lên đó là bạn nó bản sale cho mình luôn là 199 em sẽ sale luôn. Dạ chất von á chứ ơi, von mà von hàng á, von mà von đẹp á, không phải là von bình thường đâu. Ây da, von mà von đẹp đẹp á mấy chứ ơi, không phải von bình thường đâu. Chị mình nhìn giùm em nè, cái chất von mà nó dày như vậy nè, chất von mà nó dày nó đẹp như vậy nè chị, nó mềm nó đẹp, hay giặt tay giặt máy được cho em. Chất này chị khỏi lo, cứ mà em lên nè. Thì hiện tại ở nhà em là chỉ có von hàng với lại von tâm thôi. Von tâm thì nó có độ xuyên thấu cao hơn như vậy nhưng mà nó vẫn dài nha. Còn von hàng là như vậy nè, độ xuyên thấu thì nó sẽ hơi ít hơn tí xíu đó, giờ nó cũng dài đẹp luôn. Thì hai cái chất von này hiện tại cửa hàng nhà em là hai cái chất von rất là đẹp luôn. Chị mình có thể trải nghiệm mua đầm von bên nhà em một lần rồi thì mình không có thích mua đầm von bên shop nào nữa đâu, tại vì nó rất là đẹp luôn á chị. Nó mềm, nó nhẹ mà cực kỳ thích, tại vì em cũng là tín đồ của đầm von, em thích mặc mấy đầm mẫu đầm mà mỏng mỏng nhẹ nhẹ đó. Chị nào coi livestream của em nhiều là các chị đã biết rồi đó. Thì đầm dày em cũng có nhưng mà thường là ai cũng thích mặc đầm mỏng nhẹ bay đúng không cả nhà ơi. Thì đây von hàng thì rất là đẹp nha. Đó, không nói về cái dáng đâu, cái dáng này như vậy nè. Đó, nói về cái vải thôi thì vải siêu đẹp. Rồi, em cao 1m65, đầm em mặc dày phủ luôn cái bắp chân của em. Phủ luôn bắp chân, đang dài qua gối một khúc như vậy đây. Thích dài để dài, không thích mặc dài lên line, không sao hết trơn, không mất phong đầm đâu. Rồi bây giờ em có cái đầm này em lên xem mình nè, 1620. Là ok chị đẹp mình luôn ha. Chị Hồng Vân mặc cho em size size gì đây, eo của mình bao nhiêu, 57kg, eo 78, mặc cho em size L ha. Còn size XL nãy em mới chốt cho chị Anh rồi, phải không ta? Chị Anh được chốt rồi phải không ta? Rồi đến lò này có chị đặt rồi chị ơi. Chị em bao nhiêu, đo cái eo dùng em, tại cân nặng nó cũng tương đối. Ở đây em 54kg á mấy chị đẹp ạ. Cả nhà thấy em cũng tròn đó, em cũng tròn á cả nhà ơi, chỗ nào của em cũng thịt hết trơn á, là em không có bị gầy á cả nhà, là có da có thịt á. Thì em ở đây là em 54kg, em cao 1m65, em mặc trên người size M đó. Thì quan trọng là cái eo của mình, eo của mình bao nhiêu đó. Eo mình nhỏ thì mình mặc size nhỏ. Nếu như mà eo nhỏ mà ngực to, ngực khủng thì mình mặc size lớn cho em. Nó cũng tùy thuộc vào số đo 3 vòng. Còn nếu như 3 vòng đều thì bên em tư vấn. Thì có gì bên em tư vấn chị mình cứ đặt đi. Em tư vấn hàng eo 78 là vừa nha chứ Hồng Vân nha. Rồi bây giờ cái mẫu này nè, thì bữa là em đã sale 200 mấy là em thấy là quá rẻ rồi. Nhưng mà hôm nay thì bạn nào bạn đăng lên là bạn đăng lộn giá. Bạn nó bán đăng lộn giá là 199. Đó là ngày hôm nay thì em sẽ sale luôn là 199 luôn. Chị nào mua, hồi bữa em nói em sale 200 mấy là rẻ nhất rồi, chị nào mua hay giá 200 mấy không cảm giùm em nha. Em thấy mấy bạn đăng lộn mà thôi em cũng bán luôn cho hết luôn, 199 luôn. Size L giùm em. Size L này thì eo của em nó sẽ là 1638, coi dạng siêu nhiều ha. Rồi eo của em nó sẽ là eo 75 77
eo 70 cho tới eo 84. Eo 70 cho tới eo 84. Eo 70 mặc hơi rộng xíu về nhà bóp nhẹ phần eo. Tại vì size L thì eo sẽ chuẩn 70 đổ lên. Rồi, size L ha. Eo 70 cho tới eo 82 dùng em. Eo 70 cho tới eo 82 co giãn siêu siêu nhiều, đi đứng di chuyển thoải mái, đứng là ngồi xuống dễ dàng cho mình luôn. Chị khách nào đã nhận mẫu váy này rồi cho em xin bình luận review sản phẩm đi mấy chứ ơi. Thì mình thông cảm dùng em nha, tại vì cái giá này là em sale lỗ luôn là 199.000 đồng. Rồi, giá của em đó bình thường là 369. Rồi, ngày hôm nay em còn cho mình mấy chiếc ạ? 13 chiếc cuối cùng, eo 70 cho tới eo 82 mẫu này. Eo 70 cho tới eo 82. Cả mình thấy nó túm túm vậy mà sợ đi đứng như chuyện khó khăn đúng không? Nhìn nè chị, nó co giãn vậy nè. Khỏi la ha, co giãn nhiều lắm. Co giãn nhiều lắm, form rộng này thoải mái luôn. Với nút phía trước như thế này, nút một trai phía trước như thế này. Chất liệu vải ren chiếc lá và có phối cho cả nhà kim tuyến, lấp la lấp lánh, lung linh bà linh xin muốn xỉu luôn. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em đó là 1638 nha. 1638 ngày hôm nay shop sale cho các chị đẹp mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Rồi, 199 luôn. Em thấy các bạn đăng lên thôi để em báo giá luôn, khỏi mình lộn giá. Ôi. 1638 nè. 199 luôn cho mình ha. Eo của em đó sẽ là eo 70 cho đến eo 82. Dạ vừa chị ơi, vừa. Đọc cái chị. Còn có 13 cái là em hết luôn rồi đó. 13 chiếc cuối cùng và duy nhất luôn là em hết luôn cả nhà nha. Mã số của em nói là 1638, giá của nó sẽ là 199.000 đồng. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm khác nữa. Thích tầm nào đặt đơn chút sớm nha em nha. Lên 2XL sale nha mấy chị ơi. Em cảm ơn chị Trần Dương nha. Đẹp lắm chị Trần Dương. Đẹp lắm, đi đứng như chị dễ dàng đến lên ngồi xuống thoải mái. Chị Trần Dương mặc mẫu này nhìn trẻ nè chị. Mẫu này chị Trần Dương mặc nhìn trẻ lắm nè. Đẹp lắm, tươi mà nó trẻ nữa. Rồi, 1638 nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã khác. Đây. À, 2XL còn sót kho 3 cái này cả nhà. Mấy này em quên mặc nó luôn á, em cho nó rơi vào dĩ vãng luôn. Rồi đây, 99.000 2XL. Đó, đầm này chắc cả tuần rồi em không mặc luôn á cả nhà ơi. Em quên nó luôn á, quá trời nhiều đồ, em mặc không hết cả nhà. Rồi em đang mặc trên người mã số 1475, cho dù cả nhà thấy á, là em đã qua, so với shop khác là em đã qua rất nhanh. Nhiều shop họ bài livestream 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Mặc được chắc 10 mẫu, 5 mẫu, 10 mẫu gì đó. Nhưng mà em thì em cứ mặc 3 phút, 5 phút lại thấy quá trời lâu luôn á, lại em qua liền à. Alo. Đúng rồi, sao vậy? Không, sao vậy? Hơi hơi thôi. Alo. Alo. Ủa gì vậy? Ủa? Là sao? Là sao vậy trời? Rồi em đang mặc trên người mã số của em nói là bị lắc hả? Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 14. Alo sao vậy? Cái nhìn chị không, không biết nữa. Nói chung là chắc có mà cũng chắc không. Tại vì lâu lắm mà không liên lạc ai. Tại sao giờ có gì cấp hả? Thông tin gì có còn gấp lắm không? Cái bè à? Để tao lên, tao tăng lên tao hỏi coi có ai đó biết không? Ồ vậy thôi ha, đang làm ha, bye bye. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1475 ha. Giá của em nó sẽ là 99.000 đồng. Rồi, cả nhà mình thông cảm giùm em nha. Xin lỗi mấy chế nha, đang có việc gấp. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1475, giá của nó sẽ là 99.000 đồng. Họa tiết cho mình luôn. Cái họa tiết này không có in nha. Cái đầm nào bên nhà em họa tiết in em sẽ báo cho mình luôn. Còn cái họa tiết này là không có in. Đây, đẹp lắm, vậy nè. Size 2XL, chốt đi mấy chế. Eo 80 tới eo 85 mang vừa dùng em. Đầm này không co giãn cho eo 80-85 thôi. Đầm nào có co giãn thì eo tới 90. Rồi,
90, 100 gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà nếu như với vấn đề là nó phải có co giãn mới được đúng không ạ? 1475 ngày hôm nay sẽ sale cho mình là 99.000. Thôi xuất sắc. 2XL đó mấy chị đẹp ơi. Chất này là chất là vải cát Thái nha. Đẹp mềm, không sợ bị nhăn đâu. Mà đầm này á, so với những cái đầm khác thì nó sẽ hơi ngắn hơn một chút. Tại vì nó chỉ phủ cái gối của em như vậy thôi. Em cao 1m65, em mặc phủ gối như vậy. Chị nào cao 1m55-57, mặc dài hơn em đang mặc như bây giờ nha. Đó, không có sợ bị ngắn đâu ha. Rồi, ok chưa? Rồi, thích cái mẫu đầm nào thì mình cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị đẹp mình luôn. Mã số số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng cho các chị đẹp mình luôn ha. Mẫu của em đang mặc trên người, mã số của em nó là... Ui, cái gì vậy? Xong nè. 1475. 1475 chị Trần Dương. Rồi, xong rồi chị ơi. Bạn em nó nhờ xíu việc. Rồi, ok. Tiếp tục chuyển thêm cho mình mã khác. Cái này là 2XL nha chị. Này 2XL này, em đến làm nào em xem đây ta. Lên nào xem nữa này cả nhà, cả nhà thích này không? Cái này cũng 2XL nè. Em cảm ơn chị Dũng nha, em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cái này cũng 2XL đây mấy chị. Làm size nhỏ thì nhiều lắm, làm size lớn thì mới khó thôi. Để em lên cái đầm này đi. Cũng size lớn luôn ha, em xem cho các chị đẹp mình luôn. Giá siêu siêu rẻ luôn nè. Rồi đây. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói sẽ là 1631. 1631. Rồi, đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Cổ sơ mi tay lỡ vai bồng ôm em và dáng đồng phong xòe xòe. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1631. Giá của em nó sẽ là 199.000 đồng ha. 199.000 đồng cả nhà, rất là xinh luôn. 1631. Eo của em nó là eo 75 cho tới eo 92. Eo 75 cho tới eo 92 cho size XL và size 2XL. Rồi, size XL eo 75 cho tới eo 88. Không, xương xương thôi. Eo 75 cho tới eo 85 đi. Eo 75 cho tới eo 85 đi mấy chị ơi. Size XL eo 75 cho tới eo 85. Và size 2XL thì eo tầm 85 cho tới eo tầm 92 dùng em. Rồi ok, sale luôn 199.000 đồng. Đầm này chất liệu vải của em nó là nhung tâm, mã 1631. Nhung tâm này vải dày nha mấy chị. Vải dày dặn nha. Trời ơi cái form à. Trời cái form này coi nhau ơi, đẹp chưa? Xuất sắc chưa mấy chị ơi? Tâm màu này tâm màu xanh navy nha, xanh đen á, không phải là màu đen đâu. Cả nhà thấy trên livestream, cả nhà thấy nó đậm màu mình tưởng nó màu đen đúng không? Ui da, xuống móng tay rồi. Cả nhà thấy đậm màu, cả nhà tưởng nó màu đen đúng không? Không phải đâu mấy chị ơi, màu này là tâm màu xanh đen á nha. Trời ơi. Rồi, chị khách là mình thích cái mẫu đầm này lên đơn giùm em đi, chất nhung tâm nha, co giãn nè. Không nhăn. Không nhăn nhầu, không dậy vào vải luôn, co giãn đỉnh lắm cả nhà ạ. Vải dày đẹp nha, mặc lên đứng form như vậy nè, đường may xuất sắc. Có phối cúc phía trước cho mình luôn, cái đầm này không có túi. Cái đầm này không có túi cả nhà ơi. Rồi, mã số của em đó là 1631 nha, 1631 giá 199. Size XL eo 75 cho tới eo 85 đó. Và size 2XL eo tầm 85 cho tới eo 92 dùng em. Eo 94 mang cũng được đó. Nhưng mà chính tính em là eo 92 thôi là mình mặc lên còn thoải mái dễ chịu ha. Rồi giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. 199, cả nhà đặt đơn comment phía dưới cho em mã số 1631 với số điện thoại dùng em nha. 1631 với số điện thoại, ok. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm. À, có cái đầm gấm này nè. Có cái đầm gấm này nè cả nhà ơi. Để em coi coi còn size lớn rồi em lên em xem cho. Ok còn size lớn luôn. Còn 3 size luôn. Đây kìa nhở. Đấy là có làm gấm trong tủ đồ chưa? Chưa có, em lên xem cho. Cái này là màu đen thuần luôn nha. Còn em đang mặc trên người là tông màu xanh đen nha mấy chị. Đứng xa xa là thấy nó đen đen á. Chứ màu của nó là màu xanh đen nha. Rồi tiếp tục để em lên cho mình cái gấm. Cái gấm này em sẽ có cho các chị đẹp mình tới 3 size luôn. Và ngày hôm nay thì sắp sẽ sale đặc biệt. Nói lên cái này sale mới đã này cả nhà ơi. Mấy này có sale cái này đâu. Rồi
Em đang mặc trên người, mã số của em nó là. Rồi, trời ơi. Chị Tinh Nguyên ơi. Rồi, chị yêu mình ơi. 1601 có 44 kg không? Không chị. Chị yêu mình ơi, thông tin đó bên em gọi điện thoại lấy thông tin hay là nhắn tin thông tin vô trong Messenger giùm em nha. Nhắn tin vào phần nhắn cho em đi. Nhắn tin Messenger cho em đi chế. Đặt đơn chỉ cần mã số với số điện thoại thôi, đừng có để thông tin trên này. Gắm chị mặc rồi đẹp, em cảm ơn chị đẹp mình luôn. Kể là đừng có để thông tin địa chỉ nhà cửa trên này nha. Đừng có để trên này, mắc công lắm. Mắc công ai có ý đồ xấu họ gửi gì về nhà mình nữa. Rồi lỡ rồi thì thôi nha chị, lỡ rồi thì thôi. Đầm bên em gửi hàng về, mình dỡ ra mình kiểm tra coi coi có đúng là nó hay không. Đúng là nó mình nhận luôn cho em ha. Rồi em cảm ơn mình nhiều. Rồi cả nhà rút kinh nghiệm nha, địa chỉ mình gửi trong phần tin nhắn giùm em. Rồi tiếp tục, mỗi em đang mặc trên người mã số em là 1580. 1580 quá đẹp, trời ơi đẹp lắm rồi ơi. Mặc lên nó trẻ, nó sang và nó đẹp dữ lắm. Đây và từng cái đóa hoa này nè, nó nổi ở trên mặt vải luôn. Cái này, cái này em dập hoa nổi bên trên mặt vải. Cái này không phải bằng nhựa đâu nha, cái vải của nó vậy đó, không phải là nhựa đâu. Đó, cái vải của nó nè, từng cái đó bông là cũng là vải rồi, nó ống ống vậy đó. Còn cái nền của nó thì nó sẽ là màu đen, đen mung luôn. Đó, nó rất là đen luôn. Còn cái này là đen nó ống ống. Nhìn bên ngoài thì nhìn nó sẽ rõ hơn từng cái đó ha. Trên live stream thì nó sẽ tô bị tối á cả nhà. Rồi em đang mặc trên người mã số, trừ cái màu đỏ với lại cái tông màu màu xanh đó mấy chứ. Thì bây giờ bao nhiêu em? Dạ em đang định sale nè chị. Em đang định sale nè chị. Cái mẫu đồng này bữa giờ em có, em có ấy đâu. Bữa giờ em có sale mẫu này đâu. Bởi vì em có xem mẫu này đâu chị, em đang định xem đó nè. Nhưng mà em không biết xem nhiêu nè chị. Tại vì trời ơi mua 369 mặt đẹp đó, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy chị Bạch Mai bình luận không? Rồi mấy chị khách bà nhà em rồi, bây giờ em chỉ còn size M với lại 2XL thôi. Size L em chỉ còn một chiếc, XL thì hết hàng. Bây giờ số lượng thì còn rất là ít, em cũng không biết là bây giờ em nên xem bao nhiêu đó. Tại mấy chị khách bà nhà em mua 360 mấy nghìn. Nhưng mà nó lẽ sai rồi mấy chị ơi, mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi 1580 ngày hôm nay em sẽ sale cho mình luôn là 249.000 đồng thôi. Mã số của em đó là 1580. Em nói thiệt không có ai mà dám bán cái đầm gấm mà 250 đâu cả nhà ơi. Mua đi cả nhà. Rồi bình luận kèm giá dùm em. Em còn cho mình size M với lại size 2XL là đa số còn vài chục chiếc. Size L em chỉ còn một chiếc, XL thì đã hết hàng rồi nha. Rồi bây giờ em sẽ báo size luôn cho mình. Chị nào mặc xanh L cố gắng giùm em, 1580 bình luận thêm giá 249.000 đồng giùm em luôn. Rồi, hiện tại 1580. Ủa, cái số size đâu? Rồi, size M rộng rãi nha chị. Size M này em đang mặc trên người, size M này rộng rãi nha. Tại vì nó có co giãn nữa, co giãn xương xương nữa. Rồi, để em coi coi mấy bạn đo có chung đúng chuẩn không, 249 giùm em. À đúng. Rồi size M eo 76, size M eo 76 độ về giùm em. Đó là tính có co giãn nha chị. Có co giãn mà thoải mái, size hơi to nha. Đúng rồi chị, size hơi to. Rồi size M eo 76 nha cả nhà ơi. Đây có co giãn nha, mặc thoải mái luôn. Đó, size to cả nhà yên tâm. Và size 2XL eo tới 90 lận. Size 2XL là eo 80 cho tới eo 90 cho em, size 2XL ha. Rồi chị khách nào mặc size L thì em còn một chiếc size L cuối cùng là em sẽ tầm eo 76 cho tới eo 80. Rồi, eo 76 cho tới eo 80 cho size L. Đó. Eo 76 cho tới eo 80 cho size L. Size M là eo 76 đổ về cho em. Đó, rất là đẹp luôn. Em thì eo dưới 70 á mấy chị đẹp ạ. Em mặc gì nè, rộng rãi thoải mái nha. Tay bồng rất là xinh. Rồi, 1580 dùng đơn em nhé. Rồi chị ok chị. Đó, cả nhà cứ việc bình luận cho em mã số điện thoại. Như vậy là ok, còn lại là bên em sẽ lo hết, nhắn tin cho bên mình, gọi điện cho bên mình, tư vấn cho bên mình ha. Rồi, em đang mặc trên người mã 1580 249.000 đồng. Thôi em báo giá luôn đi. Em không thấy chị khách nào bình luận giá hết trơn á. Thôi còn lại chứ em báo giá sale luôn ha, 1580 đi ha. Là 249 cành. Gấm mà cả nhà mua 250 nó rất là rẻ. Bởi em bán 369.000 đồng còn rẻ mà. Đó bữa em bán mà bay bao nhiêu tiền tao quên rồi ta. 369 ngày nào còn rẻ mà huống gì bây giờ đúng không? Huống gì bây giờ đúng không mấy chị? Ôi cái hoa gấm nè, nó nổi bên trên mặt vải như vậy đây. Đường may mụi chị xuất sắc luôn. Nhánh eo cho mình đây ha, dán xè xè nè. Cái vải này nó xòe vậy nha mấy chị. Không phải là vải nó bị cứng đâu nha.
nó đứng form vậy đó chứ vải nó này chị ơi, nó vẫn mềm nha, vẫn mềm vẫn đẹp nha, mà tại vì nó đứng form, mặc lên vậy tự động nó xè vậy nè, mặc lên tự động nó xè vậy nè chị đó, trước sau trái phải gì nó xè tròn tròn vậy nè. Rồi chứ không phải là tại vải cứng đâu nha, vải mềm xốp co giãn nha chị nha, mặc lên thích cực kỳ luôn á. Cả nhìn thấy mấy chị khách bên em comment chưa, ôi đẹp lắm, phải mua thử một lần là cả nhìn biết liền. Cái lần này là em bán cũng lâu rồi đó mấy chị ơi, mã 1 năm mà, mã 1 năm 80 mà. Mà bữa giờ em cho nó trôi vào dĩ vãng luôn, cả nhà em quên mặt luôn á. Rồi, tiếp tục. Thay mẫu khác, cả nhà thích hoa theo không? Thích hoa theo nem xe cho. Chị là thích hoa theo nem xe cho chất thun. Chất thun coi giãn nhiều luôn. Rồi, không thích thì em sẽ để qua bên xíu mặt sau. Còn thích thì em sẽ lên luôn cho mình. Ok. Chậm chút nha mấy chị nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1580. Tưởng sai lắm, giống nhau lấy ren về mặc không vừa. Rồi em cảm ơn chị. Tùy mẫu á chị, có mẫu có co giãn, có mẫu thì không. 249.000 đồng với chị Hoa Mai ha. Tùy mẫu á chị. Rồi em cảm ơn chị đẹp mình nhiều. Đẹp rất là cool á chị ơi. Mà dạo này em về toàn là form to thôi mấy chứ ơi. Đa số dạo này em về cho mình toàn form to. Để em lên cho mình cái body 99k nha. Mẫu hoa theo đẹp mình có rồi, em cảm ơn chị Thị Nguyễn nha. Em cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi em chào chị Thụ Nguyễn luôn. Cả nhà ơi, vô livestream của em cho xin 1 chấm tương tác với bài livestream của em nha. 1 chấm á là em không có gọi điện, không có gửi đồ cho mình bị bạ đâu, chỉ là cả nhà mình chấm bài ủng hộ em cho bài livestream của em, nó đừng có bị trôi đi á, nó đừng có bị trôi mất tiêu, nó đừng có bị chìm xuống á mấy chế đó. Rồi lo mình chấm lên vậy đó để giữ được tương tác á mấy chế ơi. Rồi tiếp tục ha, em đang mặc cho người là 15419999000. 15419999000 đọc đủ size chị Trần Dương. Hoa theo còn đủ size đó, bữa giờ em cũng không mặc tới đó đâu cả nhà ơi, quá trời nhiều đồ. Em không có mặc tới hết được. Em hỏi mấy chị nào muốn em mặc lên thì em mặc em sale, còn thấy im lại không mặc. Rồi mỗi em đang mặc cho người 1541. Em cảm ơn cả nhà mình. 1541 ngày hôm nay shop sale cho mình luôn, giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 đồng. Rồi 99.000 ha, mẫu em đang mặc cho người 1541, đặt đơn thùng anh ngay cho em, eo dưới 76 giùm em luôn. Vải ren chất mềm, có co giãn cho mình ha, co giãn như thế này, trời ơi dễ thương. Ren này ren đồng tiền nha, ren đồng tiền, dễ thương ghê chưa. Cổ này cổ chéo tùy chỉnh được cho mình, mặc lên chất rất là sang luôn. Ôi xuất sắc quá, cái gì đen đen này, à hoa theo đúng không? Rồi chứ mình có thích hoa theo không, em lên xe cho. Rồi ok chị đẹp mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1541. Chị Trần Dương có 1541 chưa? 1541 em bị 6 này chứ Trần Dương ơi. Rồi 99.000 ha, 99.000 đồng. Mã số của em đó là 1541, 99.000 đồng. Mặc lên siêu định dáng luôn, tại vì nó là màu đen á chị khách nào mà mình mới mặc body đi, hay là lần đầu tiên mà mình mặc body đi, lấy màu đen thì nó rất là dễ mặc luôn. Đó, vừa tôn da mà vừa gọn dáng cho mình nữa ha. Cổ chéo, ôm eo, thôi cái phía sau lưng. Dáng này là dáng body bút chì. Mã số của em nó là 1541. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã 1541 với số điện thoại cho em là được em tư vấn ha. Rồi giá là 99.000 đồng. Mặc cái chị áo đỏ chê sau lưng em đi. Rồi ok chị đẹp mình luôn. Em nói trước nha, em mặc lên là nó bớt bớt đẹp rồi nha chị. Tại vì em đang bị lên cân nha. Chị có rồi ok chị, 99.000 thôi. Em 76 độ về giùm em nha, chiếc Nga Nguyễn ha. Đẹp lắm chị, ren ren đồng tiền á. Và chờ em xíu, em mặc cái mẫu đông này. Em đã bị lên 3kg rồi mấy chứ ơi. Chắc tại giờ này em ăn nhiều á. Giờ này gia đình em vào thăm á cả nhà, vào chơi á. Cái hôm qua ba em vào cả nhà ơi, cho nên hôm qua em có ốc cả túi. Đó, đẹp không? Rồi, rất là xinh. Này cái này đúng không? Em bảy sáu bao nhiêu ký? Cô không biết được số ký đâu chị, tại vì tùy á, cứ là đúng eo 76 là được. Tại ở đây em 54 ký nè. Nếu như chị mình mặc như em là em 54 ký, em cao 1m65. Để em đo 3 vòng lại cho mình coi ha. Để em đo lại 3 vòng thử coi. Nếu như chị mình cứ như em là mặc được mà em 76, eo của em này eo dưới 70, em mặc thì
cái phần phần eo thì nó thoải mái đó, phần ngực cũng thoải mái đó. Rồi ngực 86 nha mấy chế, em là ngực 86 nè. Rồi ây da, đâu rồi, ngực 86 nè, mông 96 nè, eo 70 đi, eo cho 70 đi mấy chế ơi. Rồi ok không, làm xè von xem mờ không, chị mới vô, trời bao la chị, cứ coi đi chị ơi, cứ coi đi, không có sao đâu. Von chiếc phong này kia em nhiều lắm, chị mình thích sao, chị mình thích cổ còn sao nè, cổ tròn, cổ vuông, sơ mi, hay là sao, chị cho em xin cái thông tin chị muốn lên nha. Em có cái von này nè, em có cái von xè này nãy em sale 199, hạt dẻ này dễ thương quá, chịu quá đất nè. Em có cái hạt dẻ nãy em mới sale nè, dễ thương quá trời, trời cái màu này trên livestream đó nó bị nhè, cái màu này cho nó bị nhè, nó không có được đẹp lắm cả nhà ơi. Hay là em chưa lau camera, cả nhà cho em xin một giây em lau cái camera nha. Đây lấy cái phần bên trong mịn mịn, cả nhà cho em xin một giây nha. Đó, rồi ok chưa mấy chế, cả nhà thấy em rõ chưa, chắc là cũng rõ rồi ha. Đây giơ lại coi nó có nhè không. Đây nè chị, nó rất là đẹp luôn, hạt dẻ đây, dễ thương ghê chưa. Rồi em mới xe cho mình luôn là 199, rồi đỏ đỏ rồi đó. Để lâu quá không lâu camera bị nhè nhè. Rồi mã số của em nó là 1627 giá 199, 1627 giá 199 ngàn đồng. À cái này thôi chị, ok chị luôn. Rồi để em mặc cái sườn xám nha, em mặc cái sườn xám xong rồi em mới mặc cái này được. Cái sườn xám thì kia còn mình trước. Ok, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người 1588, bây giờ chị đẹp rồi mình đặt đơn, em sẽ giảm mạnh cho mình luôn cái mã 1588 này, chị có giá tiền là 250 luôn, 249 ngàn đồng luôn. Eo 88 độ về dùm em, 70kg, eo 88, đầm này chất lại vậy, thun dập sóng. Vậy thun sóng này thì nó y như cái tên gọi vậy, cả nhà thấy nó nhăn nhăn sóng sóng vậy không? Vậy mà sờ lên êm lắm, nhìn cái vải vậy đó, chứ mà mình sờ lên nó êm, nó mềm dữ lắm. Đây cả nhà thấy không, nó nhăn nhăn sống sống rồi nè. Nhìn ở trên live stream thì em không biết nó có xấu không nữa, chứ bên ngoài thì em thấy nó đẹp. Bên ngoài em thấy nó đẹp, cái nền của nó màu đen nha, mà nó có những cái hiệu ứng bờ linh, lấp lánh kiểu dạng như là chiếu chiếu nhẹ vậy đó. Mà trong khi đó là cái váy này là em không có phối với kim tuyến, nhờ cái vải của nó thì nó sẽ có cái độ ống ánh chiếu vậy đó, rất là dễ thương. Rồi hai túi hai bên luôn, phải coi giãn siêu nhiều. Đồng này tại vì nó gợn sóng, nó nhăn sẵn rồi chứ mình cũng không có sợ nó bị nhăn gì hết trơn á. Về nhà dở ra cái mặt lên được liền, nó không cần ủi gì hết trơn cả nhớ. Nó rất là đẹp, cũng hay. Rồi coi giãn thì nhiều, đây là lần đầu tiên về cái vải này luôn. Mặc êm đó nha cả nhớ ơi, cầm lên nè, nó êm êm mà cái độ co giãn đàn hồi nó cũng tốt, là cả như giống như mình đụng vô cái nệm vậy đó. Đó, nó đàn hồi tốt dữ lắm nha. Rồi, mã số của em nói là 1588, giá của nó là 249 ngàn đồng. Rồi, 70kg, eo 88 độ về thì mình sẽ mang vừa ha. Rồi, để em thay cho mình cái, em quên sạc pin nữa chứ. Rồi, để em thay cho mình cái sườn xám. Em chào chị, ủa chị tên là chị Hai hay là chị Chi Hải? Không có dấu em không biết sao hết trơn á, nhưng mà em thấy bình luận của mình nha. Tiếp tục em sẽ lên cho cả nhà mình cái sườn xám. Sườn xám này đẹp lắm. Cả nhà có chị khách nào nhận được cái sườn xám đỏ bên nhà em chưa? Mà đỏ này đỏ đô nha, không phải màu đỏ tươi đâu. Không phải màu đỏ tươi như trên livestream đâu mấy chị đẹp ơi, nó đẹp dữ lắm. Ây da, rồi. Cái này là em coi cái form nó làm sao nha. Em lên 3kg rồi mấy chế ơi, cho là nó cái số đo của em nó khác rồi đó, hy vọng là sẽ kéo lên. Ui lên hay quá, đầm theo đó. Xanh L em bao nhiêu em? Xanh L hả chị? Cái đó chắc chị mình mặc size M quá hả. Xanh L em tới 80 á chị, xanh L em tới 80 á chị đẹp ha. Còn size M thì em dưới 76 á chị đó. Size XL thì em tới 84, hay XL thì em tới 88. Đây, cái đầm này thì phải mang cái đôi giày cao gót lên nó mới đẹp chứ. Để cho thông cảm giùm em nha, tại em đã hơi béo lên rồi. Phải mà em mặc size L thì nhìn nó sẽ ok hơn đó. Nhưng mà không sao, em sẽ cố giảm 3kg. Rồi, để mặc lên nhìn đẹp hơn. Em chào chị Hồng Xuyến. Rồi, đầm này 350 thôi, báo giá luôn 350. Một mấy tôi quên mất tiêu rồi ta. 1649 ha, 1649 350 thôi.
không rẻ không lấy tiền cả nhà mình luôn á. Chất ren hoa có kim tuyến lắm, đẹp lánh nha. 1649. Màu này màu đỏ đô nha mấy chị ơi. 70kg eo. Eo bao nhiêu trời? Eo 88. 70kg eo 88 cả nhà ơi. Đầm này nó dài dữ lắm. Cao 1m65. Áo nào chị? Cái đỏ này đúng không? Không đâu. Cái đỏ cũ có co giãn. Cái đỏ đồ cũ vừa rồi có co giãn. Cái này nó co giãn xương xương thôi. Đủ để mình mặc lên cảm thấy gì chị thoải mái. Bên trong em có bộ đồ nha. Cả nhà thấy nó ngấn ngấn đây không? Không phải là mỡ của em đâu. Bộ đồ đó. Em kéo nó lên đó cả nhà. Cái áo đó, nó độn ở đây nè. Cho nên ngay khúc này á là nó sẽ hơi, nó hơi vừa so với em. Đó, đáng lẽ là cũng rộng eo đó nha. Rồi, rất là xinh luôn. Bên trong em có một bộ đồ dự phòng nha. Cả nhà nhìn đỡ dùng em nha. Rất là đẹp luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1649. 1649 ngày hôm nay shop xe đặc biệt cho mình luôn. Dài lắm. Cao 1m65 mà cái đầm này nó dài tới cổ chân như thế này nè cả nhà ơi. Xinh ghê chưa? Ren cho mình, dán sườn sáp màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha mấy chị, không phải màu đỏ tươi đâu. Đây để em cho mình coi cái này nè. Đây đây, đỏ tươi là như vậy đây. Đây, đỏ tươi là như vậy đây. Cái này nó cũng không tươi lắm nữa, nhưng mà thôi kệ cứ vậy đi cả nhà ơi. Đỏ tươi là như vậy đấy mấy chị ơi. Còn các em đang mặc trên người là đỏ đô nha. Các em đang mặc trên người là đỏ đô. Tại vì màu đỏ lúc nào lên live stream á thì nó cũng sẽ rực hơn. Cho nên là mình phải trừ hao ánh sáng. Đó, rồi 349 ngàn, 349 ngàn đồng tặng luôn cho mình cái phụ kiện này. Cổ tàu nè, khoét giọt lệ, tay lỡ. Tay này em thấy là nó không có co giãn nhiều á mấy chị. Tay này thì em thấy không có co giãn nhiều đó. Thì cả nhà mình thích tay lỡ tới đây thì mình cứ để tới đây. Nếu như bắp tay của mình nhỏ. Còn nếu như mà bắp tay của em quá to, bắp tay em rất to luôn đây, thịt không à. Thì nếu như em mua thì em sẽ lên tới đây. Đó, lên tay tới đây là mặt sẽ thoải mái hơn khi mà mình gập tay nha. Rồi em đang mặc cho người mã số. Vừa chị vừa hết trơn à. Cứ vừa cho em thôi, nhưng mà phải lên like đó, tại vì dài lắm. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1649 nha. Chị nào cao trên 1m6 thì khỏi lên like cho em. Cao dưới 1m6 thì phải lên like đó, nó dài dữ lắm. Em cao 1m65 mà em mặc dài tới cổ chân như vậy nè chị. Em cao 1m65 mà em mặc dài tới cổ chân như vậy nè. Chị thấy dài chưa? Và nếu như mình thích để dài như vậy mình mặc thì chỉ cần mang thêm một đôi giày cao gót. Mang thêm một đôi giày cao gót, chân váy có xẻ tà, đi đứng gì chuyện thoải mái luôn, đứng lên ngồi xuống dễ dàng cho mình luôn. Rồi mã số của em nó là 1649 nha, một màu duy nhất cho mình. Sườn xám á. Sườn xám nó có này em xem nó nè. Sườn xám này nữa cũng là 349 ha, sườn xám này cũng là 349. Với cái sườn xám này em có xem này chị, cái sườn xám này nè em xem cho. 250. 250 luôn. Cái sườn xám này chị. Cái sườn xám này thì nó ngắn. Cái này là ren ren đen hoa trắng. Cái này là họa tiết ha, nó ngắn. Còn em đang mặc trên người thì nó quá trời dài luôn. Giá cũ bình thường thì đồng giá sườn xám hết trơn à. Ngắn, dài gì đó. Vải ren hay là ren hay là cái gì nhung gì đó thì nó cũng đồng giá luôn là 350 hết trơn luôn. Đó. Thì nó lẻ size thì em mới sale được. Lẽ xoay gần hết em mới sale được nha. Em đang mặc là 349 ngàn đồng còn đủ size mấy chứ ơi. Mình thích thì ngay bây giờ mình tranh thủ mình chốt đơn sớm cho em nha. Mã số xin hỏi cho em là được. Đây, giới thiệu thiệt tình luôn là cái bắp tay của em nó hơi to. Cái này là em gặp tay vô thì em cảm thấy nó hơi khó. Thì khi mà em cài khóa nhưng mà em cài quen rồi cả nhà ơi. Nhưng mà không sao, tại vì cái tay này em may cho mình nó hơi dài đó nha. Hơi dài. Thì chị nào thấy mà mình gặp tay khó khăn thì mình có thể lên tới đây. Lên tới đây, ngay cùi chỏ như vậy là dễ dàng luôn. Vẫn vừa che bắp tay tốt mà vẫn vừa gập tay thoải mái luôn chị em ha. Rồi ok chưa? Tiếp tục em sẽ thay thêm mẫu khác. Tại vì so với bạn bè của em á cả nhà thì bắp tay của em là tương đối là to hơn họ nhiều luôn á. Đó, em là có khuyết điểm phần bắp tay to mấy chứ ạ. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm bạn khác. À chị ơi, hạt dẻ đúng không? Von hạt dẻ đúng không? Đây đây, em có cái này đây. Tiếp tục, mẫu em đang mặc mã số của em đó sẽ là 1627. Đó, 1627 đây, dễ thương. Bắp tay to mà thích mặc đầm dây lắm mấy chị ạ. Thích mặc đầm dây dữ lắm. Em đang mặc không sao cả nhà, mặc khoác vô được. Em đang mặc trên người mã số là 1627 nha. Cái đầm này cả nhà mình
Mã đỏ là gì em? Dạ 1649. Mã đỏ là 1649 chứ ơi. Rồi giá của em là 349 ha. 350 thôi. Đẹp lắm chị. Không có shop nào mà bán một cái đầm sườn xám mà 350 như vậy đó cả nhà, rất là dài. Mới mua của shop này một cái đầm đen xong em cảm ơn chị. Rồi. Cả nhà ơi, đây dễ thương quá nè. Đây là chị. Cái đang đỏ này, đỏ đô nha, đỏ đô nha chế nha. Chị nào bắp tay không to thì để tay dài gì mặc thoải mái. Không, tại cả nhà ơi, tại khuyết điểm em bắp tay to, bắp tay em to lắm. Bắp tay em to ngang ngửa với mấy chị mà 60kg luôn á. 60, 62kg luôn mà bắp tay em to ngang ngửa vậy luôn á. Đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em. Rồi, cho là mấy cái đầm mà tay bồng bồng như thế này là em rất là thích mặc luôn. Mặc lên nó che bắp tay tốt cực kỳ. Rồi, em đang mặc là 1627 nha. Cái đầm này thì em mới sale là 199 nhưng mà trong like này thôi. Cả nhà đặt đơn phải bình luận giá vô dùm em nha. Rồi, đổi cái dép đi mang cho thoải mái. Em đang mặc trên người, mã số của em đó sẽ là 1627. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1627 với số điện thoại cho mình được. Hôm nay shop sẽ đặc biệt cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng. Chứ lời bạn có em nói là dòng vải von hàng cao cấp cho mình ha. Vải von đẹp, chất mềm, mặc lên trời ơi, thích cực kỳ luôn á. Hai lớp, thiết kế thêm hai túi và câu khóa cái ổng đầu mình sau lưng như vậy luôn. Rồi, thích mẫu đầm này của em thì mình comment ngay cho em phía dưới nha. Mã 1627 với số điện thoại cho em là được. Mã 1627 với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. 199 ngàn đồng thôi. Thì đầm này em sẽ có size cho các chị yêu mình từ 40kg cho tới 70kg và em... Ui, không. 40 cho tới 68kg. Em 86 nha chị. 40 cho tới 68kg, em 86 thì mình sẽ mang vừa. Mã số của em nó là 1627. Đặt đơn quý vị comment ngay cho em mã 1627 với số điện thoại cho em là được. Giá của em bán ngày hôm nay là 199.000 đồng thôi. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Áp dụng duy nhất trong bài lại trưa ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Cả nhà đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn chốt sớm cho em mã 1627 với số điện thoại cho em là được. Giá của em nó sẽ là 199.000 đồng ha. Rất là dễ thương luôn. Xinh quá trời quá đất này cả nhà ơi. Đầm này chất đẹp nha, mềm đẹp, mặc lên siêu thích luôn á. Rồi, nếu như chị mình thích size M thì em có cái này nữa. Em đang mặc là đầy đủ size đó chị, đầm mới đầy đủ size luôn. Giá cũ bình thường là 350, đã sale rồi là 250 luôn. Nhưng ngày hôm nay sale nữa là 199. Rồi ok, để em lên cái này à. Hoa 3D nha chị, hoa 3D cái này em sale 99 nè. Chị nào mặc size M thì ủng hộ em cái đầm đó cũng được. Cái hoa 3D đó cũng đẹp lắm. Cổ tròn, chị nào không thích cổ sơ mi thì lấy cái đó. Còn cái em đang mặc là cổ sơ mi, em bị dính cái mát rồi cả nhà ơi. Ôi trời đất ơi. Ui. Rồi. Xong. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1627 cả nhà nha. 1627 giá của em nó sẽ là 199.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm bạn khác. Đây. Lên luôn cho mình nằm này đi. Xinh quá trời quá đất luôn. 1623. Ủa quên, 1523, 99.000 đồng. Đầm em đang mặc cho người, mã số của em sẽ là 1523 mấy chị đẹp nha. Cả nhà anh vô thấy bài livestream của em chấm bài tương tác. Đặt đơn thì mình chia sẻ dùm em bài livestream này với nha. Cả nhà chia sẻ bài livestream dùm em với cả nhà ơi. Em đang mặc cho người nè, mã số của em nó là 1523. 1523, ngày hôm nay chị cách là mình đặt đơn có chia sẻ là em giảm giá cho chị luôn. Là, ủa, cái tóc của em là 99.000 đồng. Trời ơi, dễ thương quá. Đây cả nhà ơi, đó đẹp ghê chưa. Em bị đụng cái cây lai, cây là thông cảm giùm em nha. Chắc mấy chị mình chóng mặt lắm. Rồi đồng hoa 3D chị chốt rồi, chị xem chọn để đi đơn. Ok, em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều. 1523 eo 75 giùm em. Trời xinh lắm cả nhà ơi. Không có túi đâu chị, đầm này không có túi. Cái này cũng xòe đâu, em không biết sao đầm này không có túi nữa chị ơi. Rồi xinh ha. Rồi, chị nha, là dạ sao chị? Dạ không, đầm này không có túi rồi. 1627 hồi nãy có túi đó chị, em đang xem 199 đủ size. Ờ à, để chị hả, ok chị, 1523. Mã của em đó 1523 cho em xin mã số nha chị đẹp nha, 99.000 thôi. 1523, 99.000 đồng. Không, không có thôi chị ơi, còn xem M thôi à. Cái này lâu rồi, cái này mã lâu rồi. Còn tem mát đầy đủ hết trơn, cả nhà yên tâm nha. Lâu hay mới hay gì cũng vậy hết trơn á. Tem mát đầy đủ hết trơn, nhà em không có bán đồ cũ. Nhà không có bán đồ ấy, đồ si.
đồ bên em thiết kế không ạ? À? Đồng nào mới về giá của em nó thì cũng vừa tầm bình dân dễ đặt. Còn đồng nào mà về lâu rồi hay là còn ít thì em sẽ sell rất là rẻ luôn, sell lỗ vốn luôn. Cái này không có than nha mấy chế, nói thiệt nha mấy chế nha. Rồi mấy chị đẹp mình thấy vừa thì mình cứ đặt hàng ủng hộ em. Hay là nhà mình có bạn bè gì đó mà mặc vừa, size nhỏ nhỏ nè, mình ủng hộ em nha. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1523L74. Thì mình sẽ mang vừa và giá của em nó sẽ là 99.000 đồng. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Câu like sale chứ gì, đặt hàng sale nó kêu hết hàng. Thì câu like cũng đúng á chị, cũng mà sao hết hàng. Cái này có hàng mà, có chị chốt được mà. Chị nào chốt cũng được hết trơn mà. Nè chị Phương Anh đặt rồi nè, nhưng mà bây giờ dùng đơn để đi đơn nè. Ai đặt cũng có hàng hết, sao mà chị Nguyễn Nga đặt hàng không có hàng. Em dưới 74 dùng em. Em mà không dưới 74 là mặt không vừa nha. Chứ em mà 78, 76 đặt hàng là em bó tay đó. Còn đồng xe xem M99K nữa không? Còn em to không vừa hả? Dạ không. Tùy cái, tùy cái với chị mình size bao nhiêu, size bao nhiêu báo em. Em lên đầm size to em lên cho chị, em sale cho chị riêng cái mã đó. Còn cái mã này là size M, size M là em dưới 74 à, thì mấy chế mình mới mang vừa. Cứ em dưới 74 nè, E60, E66, E68, E70, E72, E74 đặt đơn là có. Còn bây giờ E76 đặt đơn em thì em báo hết là đúng rồi, đúng không? E76 đặt đơn em mà em cứ cố chấp em gửi là mình mà không vừa đó, mà không vừa là mắc công đó nha, không có được đâu. Em chào chị Mỹ Hệ. Rồi chào cả nhà mình. Ủa chị ơi, chị mới kêu em lên vậy. À xem M đầm xòe đúng không? Có chị, xem M đầm xòe là ba la. Ba la bát ngát. Hồi nãy em lên cái đầm kia em sell bao nhiêu ta? 99, ủa 79 ngàn đó, đây nè, cái xòe này 79 ngàn nè. Đúng rồi chị ơi, câu like thì cũng đúng. Sao cũng đúng hết trơn á cả nhà. Nhưng mà sell là thiệt, em sell giá rẻ mà. Rồi đây cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người 1493, 57kg cao mét 52. Eo bao nhiêu vậy chị đẹp? Chị đẹp mình eo bao nhiêu vậy? Cho em xin cái mỏng eo đem lên đầm xe cho. Rồi tiếp tục cái mẫu em đang mặc. Đây size M nè. Size L em cũng có đầm xe nha. Để sau mẫu này em lên size L cho. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1493. Hồi nãy em mới lên tức thì cho nên là em sẽ qua lẹ một xíu nha. 79.000, 1493. Cái đầm này tặng luôn 79.000, 79 xu. Đó, quá xuất sắc. Không biết eo nữa hả chị? To eo đi. Nè, cái cộng thước dây này em mua có 1.500 chứ mấy. Em đặt đồ. Cái đơn này không đủ mấy chị. Cái em mua cái này luôn 1.500 cộng. 1.500 chắc cũng mắc hả mấy chị hả? Đó. Rẻ mà mấy chị ơi. Rồi. Đó. Cả nhà mình đặt hay đặt hàng online đó, mình nên có một cộng thước dây. Tại vì giống như em vậy nè, eo của em á là có thời gian eo của em chỉ có 60 thôi. Năm ngoái, cả nhà thấy năm ngoái lúc em rất là gầy đúng không? Eo của em chỉ có 60 thôi. Đó thì cũng nhiều người quở em đó là gầy quá nhìn không có đẹp. Thôi từ từ em lên cân thì hiện tại eo của em nó sẽ dao động tầm khoảng eo 66 cho tới là eo 70, tùy theo ăn nhiều ăn ít. Rồi, 1493, 79.000, 79.000 đồng. Em cảm ơn chị Phương Anh Hạt. Đó, cả nhà thấy không? Có chị khách đặt hàng 79.000 rồi nè. 79.000 đồng, đẹp tuyệt vời luôn. Vải đẹp, mềm, mướt mượt à. Đầm này mặc ngủ cũng rất là mát luôn á chị. Mặc đi chơi được, mặc đi tiệc được, mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn á. Thậm chí mình mua về mặc ngủ cũng mát rượi rượi à. 79.000 đồng, đó cả nhà thấy không? Ủa? À, size L sale đúng không? Đây, size L sale 1493, chị nào mặc size M chốt đơn cho em đi. Đẹp, rẻ, đẹp quá trời quá đất. Rồi, chị không biết em bao nhiêu thì em hơi khó chốt cả nhà ơi. Chốt đại đại mà về mặt không vừa là mất công, mất thời gian của mấy chị yêu mình đổi đồ này kia tùm lum nữa. Mẹ lắm. Ở đây, mẫu đầm này E80 nè, E70 cho tới E80 nè. Cân nặng không nhắm chừng được đâu. Em 54kg, em mặc size M. Nhưng mà cũng có chị 54kg mặc size L, cái đó là chuyện bình thường cả nhà. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1551, 129.000, vải von hàng. Vải gì vậy hả em? Cái nãy chị von lụa. Von lụa, như chị khách gọi là von nhung á. Sợ lên nó đã lắm. Nó như nhung vậy nhưng mà nó không có lông như nhung đâu. Nhưng mà nó có lông lông, lông nhung á. Nghe nhờ lông, mấy cái tơ tơ á. Có L, XL không? À vậy lấy cái này đi. Cái này E70 chứ E80 nè. E70
E74 chị, 1493 E74. Đây có chị khách đặt đơn được 79.000 rồi đấy. Mấy chị khách quen em đặt nhiều lắm coi ơi, đặt cái này 79k nhiều lắm. Nhiều khi mấy chị khách quen em làm biến comment đó cả nhà. Rồi nhưng mà cả nhà mình đó, lâu lâu cả nhà cho em xin cái bình luận nha, cho em lấy động lực cả nhà ơi. Đẹp quá này, màu xanh này rất là mát con mắt luôn nha. Em không biết khi nào có về van lụa đâu cả nhà, tại vì cái chất van lụa này cũng nhiều chị thích lắm. Sờ lên nó siêu mướt và nó siêu mịn luôn, thì cũng khá là nhiều chị thích đó. Nhưng mà em không biết khi nào là sẽ có về lại. Rồi lâu lâu người đó mới có đợt thôi. Còn em đang mặc cho người van hàng, van hàng thì khỏi có chỗ nào chê luôn. Van hàng thì vải của nó dày dặn nhất so với các loại vải van luôn ha. Hai lớp cho mình, dáng maxi siêu dài, E70 cho tới E80 CL. CL mà mặc như XL vậy đó chị. Đó, thì E70 cho tới E80 ha. Và giá của em sẽ là 129.000 đồng mã 1551. 129.000. 129.000. Chị mới đặt sóc cổ sơ mi rồi, giờ chị thấy cổ tròn. Ủa? Chị mới đặt em cổ sơ mi, nhưng mà chị đặt mẫu gì để em biết em ấy phần eo cho mình. Chị mới đặt cái mẫu gì vậy chị, với lại size gì vậy chị, để em nhắm chừng nha. Vừa như chị 149.74 đó chị. Em kiểm lại lần nữa cho. Rồi vừa đó chị đẹp ơi, mát lắm. Cái đó mặt mát mà nó mịn mịn, nó hay hay. 1551. Ui còn 2 size ML. Còn 2 size ML cả nhà, em dưới 80 dùm em. Em dưới 80 thì mình sẽ mang được nha, tầm này form rộng. Đó, xè xè như vậy nè. Mã số gà của em đó là 1551. Đặt đơn thì mình ngay cho em mã 1551 với số điện thoại. Giá của em đó chỉ có 129.000 đồng thôi. 129.000 đồng, quá xuất sắc rồi nha. Em đang chờ đồ mới về mấy chị ạ. Các chị đã thích đặt mặt cái đầu tím không? Một... Ủa? Cái gì vậy? Chậm xíu cả nhà nha. Ôi trời đất ơi. Ôi ôi, bậy bạ rồi. Cả nhà ơi, cái sườn xám này em chỉ còn 2 size lớn thôi nha. Hồi nãy chị khách đầu đặt hàng size nhỏ, em xin lỗi cả nhà nha, em hết size nhỏ rồi. Rồi, đặt 2 hôm nhận qua đầm đen. Hôm qua đầm đen mà chị mặc size gì vậy chị? Mình mặc size gì đầm đen á, mà mã gì chị mình nhớ không? Cái màu đỏ em hết hay hay nhỏ rồi nha. Bây giờ em chỉ còn 2 size to thôi. Trời đất ơi, lẹ dữ vậy. Còn cái tím thì em hết size L. Ui. Hồi nãy em quên cả nhà, em nghĩ đồ mới thì nó sẽ còn đủ size chứ. Chị nào mà đặt sườn xám thì mình đặt liền cho em cái đỏ đô đó nha. Tại vì nó hết rồi. Cái gì đây? Còn cái đầm tím này hết size L nhé. À size L hả chị? Rồi cái này size L vừa nè chị Nguyễn Thị Tâm. Chị ơi, cái này cũng vừa nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1551, 129.000, 129.000 đồng. E70 cho tới E80 thì mình sẽ mang vừa giùm em. E70 cho tới E80. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. À cái đầm này cũng xinh nè. Trời ơi, cái này cũng xinh hết trơn á. Cái nào cũng xinh, cái nào cũng rẻ hết trơn rồi nhà ơi. Đây đây. Cái này nè, cái ren màu trắng này mặc trần đầu nó hết thì thôi nha mấy chị đẹp ạ. Cái này form nó cũng to nha. Rồi 199 xả luôn. 199 xả luôn cho mấy chị đẹp mình. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1606. 1606. Đây này. Rồi. Sale luôn cho mình là 199.000 đồng. Cho em chúc em mấy chị nha. 1606 em còn cho các chị đẹp mình size L. Đầm này size cũng to đó. 1606. 199. Rồi, E75 cho tới E84, E75 cho tới E8284. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1606 với số điện thoại, giá của em sẽ là 199.000 đồng. 199.000 đồng, cổ V tay lỡ ôm eo dáng đầm phong xè xè. Đó. Quá đẹp luôn, cái đầm này 199.000 đồng. Trời đất ơi. Ờ, chịu gì nổi cả nhà ơi, chốt liền thôi. Cái này là phải chốt liền thôi. Cái đầm này mà nếu như shop khác mà cả nhà mua ít nhất phải là hơn 500.000. Mà giá bình thường em bấy mình có 349 à, 349 hay 369 gì em quên rồi. 300 mấy à. Ôi rẻ ghê luôn cả nhà ơi, hôm nay em sale này 199 nè. Đây cả nhà ơi, cái đầm trung niên nè. Trời ơi, kim sa nè. 199.000 thôi. Quá trời nó đẹp. Nền vải là màu xanh nha, xanh navy, xanh đen á. Nền vải là màu xanh than.
có phối với mình những cái đóa hoa, và từng cái cánh hoa này em sẽ có chạy viền nổi luôn, em sẽ có viền cho nó, viền cánh hoa nổi. Nhìn bên ngoài thì từng cái đóa hoa nhìn nó sẽ sắc nét hơn và nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi có phối kim sa bên bề mặt bên ngoài của vải, em không có phối bề mặt bên trong, cho khi mình mặc lên thì vẫn cảm thấy là dễ chịu và cực kỳ thoải mái. Rồi mã số của em nó sẽ là 1606, đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1606 với số điện thoại. Em chào chị Nguyễn Hương, em chào cả nhà mình mới vô. Rồi em cảm ơn chị đẹp mình nhiều ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1606 nha. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1606 với số điện thoại cho em là được. Giá của em nó sẽ là 199.000 đồng, 199.000 đồng ngay hôm nay cả nhà nha. 199 L75 cho tới L82 84, L75 cho tới L82 84 cả nhà. Trời ơi cái sườn xám, có chị nào nhận được sườn xám chưa? Cái sườn xám này mặc đúng đỉnh luôn. Trên livestream cả nhà thấy cái màu của nó không? Cái mì bạc. Đó là trên live thôi. Bên ngoài cái tông màu tím Huế nó rất là đẹp. Thôi để em mặc lên giới thiệu cho. Rồi mà cả nhà mình biết sao nó lên live á, nó không có được đẹp như bên ngoài á. Em coi lại live em cũng thấy mà cả nhà, cho nên em sẽ sale. Em sẽ sale nó. Không có ánh sáng nó bị tối, còn có ánh sáng nó bị chá, nó bị tạt đi, mất cái màu đẹp của em nó rồi. Để em lên cho mình coi ha. Sườn xám màu tím này mặc tôn da gọn dáng dịu lắm cả nhà ơi. Mà cái màu này nó sang. Một tông màu tím Huế rất là thuần luôn, rất là đẹp luôn. Rồi. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1646. Ok gì đây? 1646 cả nhà, là mình thấy cái sợi cổ tàu. Em chào chú Huệ Nguyễn nha, em chào cả nhà mình mới vô. Em chào cả nhà mình ạ. À. Em đang mặc mã 1646 này cả nhà ơi. Đẹp quá nè. Đẹp quá, quá đẹp. Quá trời quá đất đẹp luôn. Đầm này sẽ có size tới 70 mấy ký luôn á. Nó coi giãn thì thôi rồi luôn á cả nhà ơi. Nó coi giãn nhiều dữ lắm. Coi giãn dữ lắm luôn. Ôi như vậy nè. Trời ơi, coi giãn thôi rồi luôn á. Đây này cả nhà ơi, cái màu cả nhà thấy từ trên này xuống nè, ngay đáy bạc đúng không? Nó đều hết từ trên dưới luôn cả nhà. Nó đều màu ở bên ngoài, nó đều màu hết. Cả nhà mình thấy ở đây có chẩn. Em đang coi livestream của em cũng thấy vậy cả nhà. Đó. Nhưng mà bên ngoài rất đẹp luôn. Bên ngoài nó rất đẹp luôn á, trời ơi. Mã số của em nó 1646 nha, và giá của em nó sẽ đúng rồi chị. Tính là em chị nhé, ok chị, báo lại với bên em đi. Bên em tính lại cho 79k. Em sẽ tặng cho mấy chị luôn đó. Rồi em đang ngoài chiếc người 1646 nha. 250 luôn. 249.000 luôn. Ồ đẹp quá. Mịn lắm cả nhà ơi. Đầm cái chất liệu vải của em đó là vải nhung lạnh. Nhung lạnh thì nó y như tên gọi đó. Nhung thì nó mịn. Nhung thì nó siêu mềm nè, siêu mịn nè, mặc lên thích nè. Coi vẫn nhiều nè. Đó, nhung lạnh thì vải của nó mặc thì cái chất của nó mát mát cả nhà. Mặc siêu mát luôn. Đó, mặc ra cũng đẹp hết trơn, mặc đi ngoài trời cũng được, trong phòng lạnh cũng được, ngoài trời cũng được. Trời ơi đẹp kia chưa. Rồi mã số của em đó là 1646, 250 cả nhà ơi. Tại vì nó lên hình không có được ăn ảnh đó cả nhà, cho nên em sale rẻ. Còn bên ngoài là cả nhà mình về nhà mình nhận được đầm là mình bất ngờ liền luôn. Một cái tông màu tím Huế nó rất là đẹp. Một cái tông màu tím Huế nó rất là đẹp mấy chế ơi. Coi vậy em phải nói là siêu nhiều luôn á. Rồi 249.000 đồng ha. Ủa ai đây, ai đi làm gì đây? Rồi mã số của em đó là 1646 nha. Có cổ tròn XL mặc chị xem. Cổ tròn XL hả chị? Đầm này 75kg L95 nha. Cổ tròn XL. Có cái này nè chị đẹp ơi. Có cái ren này nè. Chị mày đặt cái ren này chưa? Chưa đặt, em mặc lên cho chị coi. Đó. Cổ tròn XL giờ kiếm đâu ra trời. Khó lắm chị ạ. Để em xem sao. Chờ em xíu nha. Ui. Có cái ren đen mà chị mình đặt rồi. Bây giờ cổ tròn XL em chỉ có cái mẫu này thôi chị. Cổ khác XL được không chế? Rồi tiếp tục nha, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1646 nha. Chị khách là mình đặt đơn tranh thủ cho em luôn 1646 với số điện thoại 1646. Xem váy đen mà ống ánh em rồi, em biết nó rồi. Nó gần hết rồi chị, bữa giờ em cũng không mặc.
em để cho nó hết tự nhiên. Rồi để em mặc cho. Cái là ren kim sa ha. Chiếu 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 chiếu. Không biết phải không nữa. Rồi ok chị đẹp mình luôn. 1666 đẹp lắm chị. Màu bên ngoài đẹp lắm. Mua về review cho em đi chị đẹp ơi. Nó đẹp dữ lắm. Đây chị. Màu đen mà ống ánh này. Cái này nè. Đó. Hay là chị hỏi cái nhung. Chị hỏi cái nhung ơi. Chị hỏi cái ren chị đẹp ơi. Đen ống ánh này em cũng có mấy mẫu rồi. Nhưng mà cái mẫu này là mới về. Em đang mặc trên người. Mã số của em nó sẽ là 1651. 1651 với chị đẹp nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác. Cổ lục giác tay lỡ vai bồng. Ôm eo dán đầm phong xòe xòe. Váy này em may cho các chị đẹp mình hai lớp kèm hai chuỗi phải này đúng chị. Ui da. Đen lưới nha. Áo mai rất là dễ thương. Đó. Ôi. Thôi rồi đúng không? Nó đẹp. Đẹp không chị? Mấy cái viên kim sa này nè. Làm coi dáng ở đâu nha. Cái này em may vô trong mặt vải cho mình luôn. Chờ một xíu. Mấy cái viên kim sa này em sẽ may vô vải cho mình luôn. Em may dấu cộng như vậy nha. Em may chữ thập này cả nhà ơi. Em may chữ thập lại cho là khi mà mình diện lên thì không có sợ bị bong tróc hay bị rơ rớt hay là bị cong cái viên kim sa đâu. Nó rất là đẹp luôn. Cái đầm này cả nhà mình mặc lên mình đừng có chà sát mạnh ở trên mặt vải nha, cái chừng đứt tay đó. Nhẹ nhàng thôi. Đó, nếu như mà như em vậy nè. Đó, như em vậy nè thì không sao hết cả nhà, nhưng mà đừng có chà sát mạnh nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1651. 1651. Rồi, 9. Giữ vậy, chờ một xíu nha, để bên này có không em đo cho. Em kiếm size cho anh hơi lâu á, tại mình thông cảm giùm em nha. Nhưng mà để anh lấy em đo lại cho. Cho chắc ăn. Em lấy em đo lại cho chắc ăn nha mấy chế. Nghe nè. Được không? Cái là size 2XL nè. Ui. Cũng được á. Mấy bạn thì đó eo 90 thì em đo lại. Tại vì 1000 cái thì nó phải xê xích nhau xíu. Rồi. Eo 90 trong luôn. Coi dáng này eo lượng trăm luôn. Quá dữ. Rồi tính eo 90 nha mấy chị đẹp ha. 70 cái eo 90. Coi dáng nữa. Nó còn coi dáng nữa mấy chị đẹp ơi. Rồi eo 90 dùng em. Đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã số 1651 với số điện thoại 1651 với số điện thoại liền dùng em nha. Nhanh tay thì còn hàng còn sai mấy chị đẹp ơi. Chậm tay hết hàng rất là ổn luôn. Bây giờ nè, không coi giãn gì luôn là eo đã 90 rồi. Và có coi giãn luôn là eo cả trăm, hơn 100 đó. Nhưng mà em chỉ tính là eo 90 cho cả nhìn thôi. Chị là eo 92-94 thì mình mang vẫn vừa. Eo 92-94 mang vẫn vừa dùng em. Mã số của em đó là 1651. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã 1651 với số điện thoại cho em ra được ha. 1651 giá của em nó sẽ là 349.000 đồng thôi. Rất là rẻ và siêu đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Xinh không? Chiếu ghê chưa? Mấy viên kim sa này em may chữ thập hết lên trên mặt vải cho mình luôn á. Vải đẹp, mềm, chất mát nha. Hai lớp cho mình. Mà cái ren lưới này nè cả nhà ơi, mặc lên phải nói là siêu siêu bền luôn á. Rồi mã số của em đó là 1651. Giá của em sẽ là 349.000 đồng. Rồi bây giờ cả nhà đặt đơn cứ việc comment ngay trên phía dưới mã số 1651 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Giá sale ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng áp dụng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay ạ. Rồi mẫu đơn này cũng đã khép lại bài live stream tối ngày hôm nay của em rồi nha. Chị nào vào sau có thể coi lại bài live stream này hoặc là mình đón xem những bài live stream kế tiếp của bên em vào lúc 6:30 chiều tối hàng ngày nha. Ủa 6:50 chiều tối hàng ngày. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Dạ sao chị ơi, em ơi bao nhiêu tiền một cái? Dạ 349.000 đồng chị đẹp ơi. 75kg eo 94 là vừa đó. 75kg eo 94 là vừa đó. Có coi giãn nữa. Vậy mặc thích lắm chị. Dễ thương lắm. Chị mình mua cái này mặc lên nhìn trẻ nè. Nhìn trẻ mà còn đẹp nữa ha.
Rồi, rất là ưng luôn á chị ơi. Bây giờ mình chốt đơn cái này là mã là 1651 với số điện thoại liên dụng em nha. Rồi, ok, bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình vào lúc 6 giờ 50 phút chiều tối hàng ngày nha.